Chào mừng khán giả đến với bản tin tổng hợp sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 10 của Yêu Bóng Đá 5Go. Sau đây là những tin bóng đá nóng hổi vừa mới cập nhật ngày hôm nay. MU thắng ngược dòng trong 3 phút cuối, Brentford cầm lặng rời sân Old Trafford. Tiếp đón Brentford ở sân Old Trafford, thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag rất cần 3 điểm vì đã 8 tuần trôi qua. Có vẻ như việc đảm bảo vị trí trong top 4 sẽ là một trận chiến cực kỳ khó khăn. MU còn vắng mặt Varane vì chấn thương, do đó hàng thủ của họ khá hỗn độn, bao gồm Victor Lindelof, Johnny Evans, Harry Maguire và Diogo Dalot, không có hậu vệ nào ngồi dự bị. Quỷ đỏ nhập cuộc khá tốt và họ luôn cũng đã đứng trước những cơ hội cực kỳ ngon ăn. Tuy nhiên, phút 26, Brentford bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ công của Janssen. Lẽ ra, Onana đã ôm được bóng nhưng anh lại không cản được cú sút của đối thủ. Nó còn tệ hơn khi Brentford ghi bàn từ một quả đá phạt trực tiếp của United. Suốt hiệp 1, MU chỉ có một pha dứt điểm trúng đích của Rashford. Họ thiếu ý tưởng trên hàng công và rất bế tắc. Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu có phần cao hơn. Eriksen tung cú sút từ cự ly 30m đầy bế tắc. Bayern gần như kéo toàn bộ đội hình về phòng thủ để bảo toàn thành quả. Phút 90, một cầu thủ của Brentford phản lưới nhà nhưng mà bàn thắng không được công nhận do Martial đã việt vị trước đó. Trong 3 phút bù giờ cuối cùng, McTominay lập cú đúp chóng vánh giúp MU vượt lên dẫn 2-1 một cách đầy nghẹt thở. Việc MU gia tăng sức ép đã khiến cho Brentford không giữ được sự tập trung và chỉ trong vài phút, mọi thứ đảo chiều khi cầu thủ vào sân thay người McTominay tỏa sáng với 2 bàn thắng đẹp mắt. Chung cuộc, chiến thắng 2-1 giúp MU vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng, xếp ngay trên Chelsea. Họ đã cắt được chuỗi 3 trận thua liên tiếp và đây sẽ là một động lực lớn để tiếp tục cải thiện. Chelsea ngược dòng đẳng cấp vươn lên nửa trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Chelsea nhập cuộc trận đấu với Burnley với tâm thế đội cửa trên và dễ dàng dồn ép đối thủ từ rất sớm. Những pha chồng biên tấn công của cánh với sự lát léo của Sterling liên tục làm rối loạn hàng thủ đội chủ nhà. Thế nhưng, khi mà chưa thể ghi bàn, The Blues đã phải nhận đòn giáng từ sai lầm phòng ngự. Ngay phút 15, hàng thủ 4 người của Chelsea bị bộ đôi Lely Foster và Wilson Odobert qua mặt dễ dàng trong một pha phản công. Tỷ số là 1-0 cho Burnley. Chelsea sau đó có lời đáp trả từ một nỗ lực đi bóng bên cánh trái của Sterling. Tiền đạo số 7 cố gắng chuyền bóng vào trong cho đồng đội, nhưng đập chân hậu vệ Amin Andakhi rồi bay vào lưới. Sang hiệp 2, The Blues hưởng lợi thế khi hậu vệ Vitinho có pha cài chân đối phương trong vòng cấm, trọng tài cho đội khách hưởng penalty và cầu Palmer là người thực hiện thành công để đưa Chelsea dẫn 2-1. Trong thời gian còn lại của trận đấu, The Blues có thêm 2 bàn thắng của Sterling và tiền đạo vào sân thay người Nicholas Jackson ở các phút 65 và 74. Đáng chú ý, bàn thắng thứ 2 của họ được kiến tạo bởi cầu Palmer, cầu thủ đã ghi bàn trên chấm penalty trước đó. Kết quả này giúp cho thầy trò huấn luyện viên Pochettino tạm thời leo lên vị trí thứ 10 tại ngoại hạng Anh, xếp sau MU, đội bóng vừa có màn lội ngược dòng 2-1 trước Brentford. Tottenham khởi đầu tốt nhất sau hơn 60 năm. Chiến thắng quả cảm trước Luton Town giúp huấn luyện viên Ange Postecoglou đi vào lịch sử khi trở thành người có khởi đầu tốt nhất với Tottenham sau hơn 60 năm. Cụ thể, chiến thắng này đưa Tottenham tạm thời chiếm lấy ngôi đầu bảng trước khi Man City thi đấu với 20 điểm sau 8 vòng, đồng thời bất bại. Spurs cũng đang có khởi đầu mùa giải tốt nhất tính từ năm 1960 cho đến nay. Chưa dừng lại ở đó, Mickey van der Ven, người ghi bàn duy nhất vào lưới Luton, trở thành cầu thủ thứ 167 của Tottenham từng ghi bàn tại Premier League. Spurs trở thành đội bóng có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất trong lịch sử giải ngoại hạng Anh. Newcastle và West Ham đứng ngay sau với 166 người. Trên mạng xã hội, những lời khen không ngớt đã dành cho Postecoglou. Trong mùa giải đầu tiên cầm đội, lại mất đi ngôi sao xuất sắc nhất lịch sử là Harry Kane, Postecoglou vẫn có thể đưa Spurs tiến băng băng bất chấp khó khăn bủa vây từ phía. Tỷ số nào cho đại chiến Arsenal-Man City? Pháo thủ tiếp đón The Citizens tại Emirates trong tuần này. Đây được coi như là màn thư hùng có thể đóng vai trò quan trọng tới cuộc đua danh hiệu Premier League mùa giải năm nay. Sau 7 trận đấu, Man City đứng đầu bảng nhưng chỉ hơn Arsenal, đang có thành tích bất bại ở vị trí thứ 3, có một điểm mà thôi. Mặc dù có lợi thế sân nhà, nhưng đội bóng của Mikel Arteta phần lớn được cho là bị đánh giá thấp hơn. Không chỉ sở hữu chất lượng đội hình tuyệt vời, đội bóng của Pep Guardiola còn có phong độ vượt trội mỗi khi đối đầu với Arsenal. Cụ thể, pháo thủ không thắng Man City ở giải vô địch quốc gia kể từ tháng 12 năm 2015, thua 16 trong 21 lần gặp nhau gần đây nhất. Cựu danh thủ Berbatov nhận định, đây là một trận đấu giống như bất kỳ trận đấu nào khác. Rõ ràng điều quan trọng là phải giành chiến thắng và vượt qua đối thủ của bạn, đặc biệt là trước kỳ nghỉ quốc tế. Cả hai đội sẽ bước vào trận đấu với phong độ không thực sự ổn định, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì với họ vì họ biết mình có thể chơi tốt như thế nào.
Cả hai đội đều rất giống nhau, chúng ta xem cách họ chơi bóng, tận dụng không gian, tấn công liên tục và chờ đợi sai lầm của đối thủ. Rõ ràng, Mikel Arteta là một học trò của Pep Guardiola nên tôi nghĩ cuối cùng sẽ có kết quả hòa. Berbatov dự đoán tỷ số là 2 đều. Xoa dịu dư luận, Inter Miami có động thái ngầm về Lionel Messi. Trang chủ của câu lạc bộ Inter Miami mới đây đã đăng tải lên nền tảng xã hội Twitter hình ảnh Lionel Messi với dòng caption bằng tiếng Tây Ban Nha với ý nghĩa là hẹn gặp lại vào ngày mai. Dù chưa công bố chính thức rằng liệu em Bunga có trở lại hay không, nhưng người hâm mộ hoàn toàn có thể hiểu đây là một động thái rằng cầu thủ người Argentina sẽ trở lại vào trận đấu tới với Cincinnati vào 6:30 sáng nay. Lionel Messi sau khi gặp chấn thương trong trận đấu của Inter Miami với Toronto FC thuộc khuôn khổ giải đấu MLS ngày 21 tháng 9 đã không ra sân trong những trận đấu gần đây. Hệ quả là đội bóng có biệt danh là The Herons đã không có bất kỳ một chiến thắng nào kể từ thời điểm đó, trong đó có trận chung kết US Open Cup trước Houston Dynamo. Chưa hết, cánh cửa lọt vào vòng playoff của đội bóng bầu Beckham đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đáng tranh cãi hơn, trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia Argentina vào tháng 10 vẫn có tên của Messi. Điều này nổ ra một cuộc tranh cãi về việc cựu cầu thủ Barcelona đã hết động lực thi đấu tại Inter Miami và chỉ tập trung toàn sức cho La Albiceleste. Chính vì thế, động thái ở trên của câu lạc bộ Inter Miami rất có thể là để thông báo rằng Lionel Messi sẽ trở lại ở trận đấu với Cincinnati diễn ra vào sáng mai theo giờ Việt Nam. Không chỉ với mục đích xoa dịu dư luận, chính Inter Miami hơn lúc nào hết cũng muốn siêu sao người Argentina trở lại để giúp cho đội bóng thoát khỏi chuỗi trận thất vọng vừa qua. Barcelona lên kế hoạch mượn Messi vào tháng 1 năm sau. Theo nhiều nguồn tin uy tín tại Tây Ban Nha thì Barcelona sẵn sàng ký hợp đồng với Lionel Messi vào tháng 1 năm sau nếu như Inter Miami không thể nhảy vọt vào vòng playoff MLS. Tuy nhiên, những vấn đề về tài chính là rào cản lớn nhất khiến cho thương vụ này chưa chắc đã xảy ra. Man City lên kế hoạch gia hạn với Erling Haaland. Manchester City đang có những động thái để dạn hợp đồng mới với tiền đạo Erling Haaland trước sự quan tâm của Real Madrid, dù đang hạnh phúc tại sân Etihad. Nhưng, ma lực của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn là một điều mà các cầu thủ khó từ chối nếu như nhận được lời đề nghị. Ten Hag vẫn được ban lãnh đạo MU tin tưởng. Sau khởi đầu tệ hại bậc nhất lịch sử đội bóng, hàng loạt những đồn đoán về việc Erik Ten Hag đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Tuy nhiên, tờ Mirror mới đây đã khẳng định các sếp lớn của MU vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào nhà cầm quân người Hà Lan và sẽ cho ông ta thêm cơ hội sửa sai. MU tìm người để thay thế cho Onana. Theo Mail Online, ban lãnh đạo Manchester United đang bị các cổ động viên Quỷ Đỏ gây áp lực khi yêu cầu đội bóng mua một thủ môn mới để thay cho Andre Onana. Kể từ khi cập bến sân Old Trafford, thủ thành người Cameroon đã có hàng loạt màn trình diễn tệ hại, minh chứng là việc anh đã để lọt lưới tới 19 bàn chỉ sau 11 trận bắt chính, một con số không thể chấp nhận được tại câu lạc bộ hàng đầu như MU. Trước những động thái trên, giới thượng tầng tại Man United đang cân nhắc mua một thủ môn đẳng cấp ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới để cạnh tranh một suất bắt chính với Onana. Hai vũ khí bí mật của Arsenal trong cuộc đấu với Man City. Arsenal gần đây xác nhận rằng Bukayo Saka đang chạy đua với thời gian để có thể góp mặt trong trận đấu lớn nhất của giai đoạn lượt đi. Cậu ấy đang nỗ lực trở lại. Chúng tôi sẽ xem cậu ấy bình phục như thế nào từ đây cho đến trước trận đấu, Arteta chia sẻ với truyền thông về tình hình của cậu học trò. Tuy nhiên, Arsenal không cần phải để Saka ra sân bằng mọi giá. Trong đội hình pháo thủ hiện tại có một vài nhân tố có thể thay thế Saka và thậm chí có thể trở thành vũ khí bí mật chống lại Man City. Đầu tiên, Trossard có thể được Arteta cân nhắc sau những gì anh đã thể hiện ở trận đấu gặp Man City tại siêu cúp Anh hồi tháng 8. Cầu thủ này không có tốc độ quá tốt nhưng là người dám xử lý những đường bóng đột phá. Xét về kỹ năng xoay sở trong phạm vi hẹp bằng hai chân, ít ai có thể sánh ngang với tuyển thủ Bỉ tại Arsenal lúc này. Reiss Nelson cũng là một nhân vật khác mà Man City cần lưu tâm. Anh không phải là một cầu thủ thường xuyên đá chính của Arteta, nhưng khi cần vào sân để thực hiện một mục tiêu cụ thể lại rất thành công. Nelson có một điểm tương đồng với Saka, đó là tốc độ. Anh thích những pha bóng qua người 1-1 rồi mới tiếp tục xử lý. Đây sẽ là người hợp lý để thay thế Saka nhất nếu như Arteta không muốn xáo trộn hệ thống của mình quá nhiều. Trên đây là tất tần tật bản tin sáng ngày 8 tháng 10 của kênh Yêu Bóng Đá Namco. Hãy để lại comment về thông tin bạn thấy đặc sắc nhất và muốn thảo luận cùng với các anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.